Ok anh em, và xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ anh em ơi. Và ngày hôm nay thì sau khoảng 3 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, khai mạc được sức đồ mới á, ở Đánh Tống Kim á. Thì ngày này có hôm thì top 7, top 8, ngày hôm nay được top 4. Nhiều anh em khỏi sức đồ, Khải cho anh em xem sức đồ nha. Trong sức đồ Khải thì sau khi đã chuẩn bị chuẩn là sức đồ thì hiện tại với sức đồ 80 chón, 80 chón 40 trọng nha anh em ơi. Một cây nón kháng họ 23 chống 40, sinh lực 158. Một cây vũ khí kháng họ 13 chống 40, sinh lực 40, nội lực 80. Gia truyền kim sinh lực 142, nội lực 79. Một áo kim phù hộ 40, sinh lực 135, nội lực 63. Một bộ tay làm chạm 40, sinh lực 79. Một nhẫn kháng độc sinh lực 128 và nội lực 74. Một nhẫn kháng lôi 29 và sinh lực 77. Một loại lưng kháng lôi 29 và sinh lực 105 và nội lực 67. Một cái ngọc bòi kháng hỏa 23, sinh lực 131. Một đôi giày kháng lôi 20, sinh lực 89. Nói chung là Khải đang một cái mặt nạ may mắn, một trang sức 200 sinh lực. Rồi, một cái này cái ấn tín không gì hết. Một kỹ năng phi phong từ cái phi phong. Và một càng khôn, hiện tại Khải đang có hai kỹ năng như nào mà. Hai kỹ năng thiên địa vô cực như nào. Hai kỹ năng thiên địa vô cực. Ngày hôm nay thì Khải có cho mình được top 4. Top 4 như nào. Đánh được cho mình được là 81.887 điểm, 237 mạng và 106 nội bao sơ và tử vong 34 lần. Và liên chạm 29. Đồ này có cơ hội top 1 được 40 phút đầu này mà. Hơn người ta đến 56k mà về sau lại tụt này mà. Khá đáng tiếc. Ngày hôm nay thì như vậy thôi mà. Anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Xếp đồ Khải đã anh em xem sơ lại một lần nữa này mà. 80 chón 40 chậm. Xếp đồ xanh anh em ơi. Cái đồ này tầm server này thì khoảng tầm hơn hơn 20 kill nữa mà, khoảng tầm 1,5 triệu quay đầu nữa mà, khoảng 1,5 triệu quay đầu. Khoảng 1,5 triệu quay đầu. Tầm này thì rẻ rồi, đầu server thì mất tầm này rẻ rồi nữa mà. Tầm này thì rẻ rồi. Khoảng 20 kim là anh em dư sức thừa mua được cả set như thế này. Đó. Ít hôm ra server rồi, ra phiên bản đầu tiên là lúc đó sẽ ép đầu tiên cho anh em xem nha anh em ơi. Tầm này thì chưa nữa mà. Còn theo khả dự đoán phải ít nhất phải khoảng hơn 20 ngày cho đến 1 tháng nữa thì mới có đồ tím nha nè. Vừa này con đường chiến anh đã lấy vừa rồi á, được khá tất cả ba. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ video giúp Khả nữa. Và video này video sau đồ, sau khi đã lên đồ do đăng nha nè. Rồi, Khả năng tăng là mắt, nội công và tổng vọng là 16 nha nè. Tổng vọng 16 kèm với 2 là thành 18. Tổng vọng 16. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha nè.